nào mới làm YouTube xong kiểu không biết ghép nhạc, không biết lấy nhạc, xong thì mỗi lần mà cứ lấy nhạc ở chỗ khác ấy toàn bị đánh bản quyền, xong bị hạ xuống không. Thực ra mình cũng là một người mới vào nên là hôm nay cũng là lần đầu tiên mình cầm mò để mình tải video dài ấy, nên là mình chẳng biết lấy nhạc ở đâu cả. Mọi người ai biết lấy nhạc thì bảo mình với. Đây là mình đang vẽ tranh trên kính nhá. Mùa này thì là gần Tết đấy, mọi người hay trang trí Noel kính, rồi là vẽ tranh trên kính trên kính ấy, để ghi âm và không biết lấy nhạc ở đâu cả, nên mọi người ủng hộ mình nha, để mình tập làm cho hoàn thiện. Và mình cũng muốn là chia sẻ những khúc ngày làm việc của mình lên đây để mọi người cùng xem. Ngoài lề một chút nhưng mà sau giờ làm việc về nhà ấy thì mình rất thích là việc được chăm sóc vườn rau này, cây cối, hoa lá nhà mình. Có ai cùng sở thích với mình không ạ? Mình nghe giọng mình nói cũng không được hay lắm, mọi người nhớ bấm ủng hộ mình nha. Đây là rau súp lơ, còn đây là rau ngót nhà mình nè.